Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 khiến lũ trên sông Hồng dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực ở phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều và tối ngày 8 tháng 9, lũ trên sông Thao, sông Hồng đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 0 giờ ngày 9 tháng 9 là 33,38m, trên báo động 3 là 1,38m. Từ chiều ngày 8 tháng 9, lũ trên sông Hồng lên nhanh đã tràn bờ gây ngập nhiều khu vực ở phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đến tối ngày 8 tháng 9 trên địa bàn phường Hồng Hà, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1 tới 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Phần lớn các hộ gia đình trên tuyến đường Thanh Niên và các đường nhánh nước đã ngập vào nhà từ 0,5 đến 1 mét. Cũng từ chiều tối ngày 8 tháng 9, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội được huy động để hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và đưa người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái dự báo trong 6 tới 12 giờ tới, tức là rạng đến sáng hôm nay, lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục lên và trong 12 đến 24 giờ tới, chiều và tối hôm nay, lũ trên sông Thao khả năng đạt đỉnh ở mức 34m, trên báo động 3 là 2m, sau xuống chậm.